Rồi, xin chào các bạn trở lại với channel của mình. Và trước mặt đây, đó là mẫu Honda CR-V phiên bản L màu đen. Đây là form 2020 và đang được bày bán tại showroom Moto Honda Bắc Ninh. Thì mình cũng đã làm một video review đánh giá khá chi tiết về phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất của Honda CR-V. Quý hàng có thể xem lại ở trên gợi ý và cũng như ở trong list. Trong list video của channel. Và phiên bản này khác với thời điểm cách đây 1-2 năm rất là nhiều, khi CR-V đã từng là một cơn sốt trong năm 2018 và với cái mức giá bán bia kèm lạc khá cao, nếu theo một thông tin mình nắm được. Tuy nhiên hiện nay thì nó đang giảm giá rất là nhiều, nó mặt bằng chung mà, và giá xe dịch thời dịch Covid-19. Và cái mẫu xe này đang giảm đâu đó đến gần 100 triệu. Giảm quá nhiều đúng không ạ? Thì với mức giá niêm yết là 1.093.000.000 và cái mức giảm cụ thể như nào thì theo mẫu xe, theo thời điểm quý khách hàng lấy xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline. Và trên phiên bản cao cấp này thì cái mức giảm giá nó sẽ thay đổi liên tục chứ không cố định tại một thời điểm nào đó. Đó, thì chiếc xe này vẫn luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Và mình sẽ có video khái quát về nhiều mẫu xe của Honda CR-V cho từng phiên bản. Và để cụ thể thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, báo giá và cũng như là được trải nghiệm tốt nhất cho cái nhu cầu mua xe của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.